dám thức dậy vươn vai chào ngày mới. Biết bao bất ngờ niềm vui đón chờ một ngày rực rỡ. Ngày nào mà cãi nhau với chồng mà đến cơ quan thì sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Đây là nơi để các bà mẹ bỉm sữa, chia sẻ kinh nghiệm và dạy dỗ con. Hay chồng gọi rồi thay bỉm với con này. Này, điện thoại của ai đấy? Alo. Mỗi ngày không gặp chị La lên thấy buồn lắm.